Ngôi chùa thiêng kỳ vĩ của Phật giáo Thăng Long có nhiều kỷ lục được ghi nhận. Chùa Non Nước nằm trong quần thể khu di tích Đền Sóc, Sóc Sơn, Hà Nội, nổi bật với không gian chính điện có diện tích 260m², cao 14m. Ngôi chùa có số cột gỗ lim tại chính điện nhiều nhất Việt Nam với 80 cột, chiều dài 14m, đường kính 35cm. Tổng thể chùa sử dụng đến 30 tấn đồng để đúc tượng Phật và 600 mét khối gỗ lim, 30 mét khối đá xanh để xây dựng. Chùa Non Nước với tên gọi khác là Sóc Thiên Vương Thiền Tự được xem là một ngôi chùa thiêng liêng kỳ vĩ của Phật giáo Thăng Long. Ngôi chùa cổ này nằm ở độ cao 110 mét so với mặt nước biển. Khuôn viên chùa được phủ bằng hệ thống cây xanh, trong đó nổi bật là những cây bồ đề rủ lá, thông xanh lá kim. Chùa vừa có sự trang nghiêm lại vừa có khung cảnh hữu tình, mang lại cảm giác yên bình. Tòa chính điện này sử dụng 80 cột lim, có chiều cao khoảng 14 mét, đường kính khoảng 35cm. Chùa Non Nước trở thành ngôi chùa có chính điện sử dụng cột gỗ lim nhiều nhất Việt Nam. Tòa chính điện có diện tích 260m², cao 14m. Không gian thanh tịnh tại chùa Non Nước, tổng thể chùa sử dụng đến 30 tấn đồng để đúc tượng Phật, gồm 600 mét khối gỗ lim, 30 mét khối đá xanh để xây dựng. Chùa Non Nước còn sở hữu tượng Phật Tổ Như Lai bằng đồng liền khối lớn nhất Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.